Ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai Linh 18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, 4 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2015, khi đó Linh 14 tuổi quen với Nguyễn Văn Hậu Giang 29 tuổi, ngụ cùng huyện. Cả hai thuê phòng trọ tại huyện Đức Hòa, Long Anh và chung sống như hiền thê chồng. Bị cáo tại phiên tòa, thời gian này, Linh Soàn Xuyên bị chồng hờ chửi bới, đánh đập nên sau đó bỏ về nhà phụ thân mẹ ruột sinh sống. Tháng 7 năm 2018, Linh Hạ sinh bé nhỏ gái và tránh mặt chồng hờ. 10 giờ ngày 8 tháng 4, Giang đến nhà xin vào thăm con gái và có lời lẽ xúc phạm đến gia đình Linh. Người mẹ trẻ thiếu kiềm chế cầm dao đâm vào ngực trái của Giang, dẫn đến tử trận sau đó. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn và bị công an tỉnh Đồng Tháp gầm giữ tại tỉnh Tiền Giang. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án trên và buộc bị cáo Phạm Thị Mai Linh và gia đình bồi soàn tiêu dùng mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 44,9 triệu đồng.